Người thấy sau một đêm không? Sau một đêm tuyết dày 15 tới 20 xăng. Trường thông báo nghỉ học luôn. Sáng nay hai đứa cháu mình nghỉ học luôn. Người coi xe mình nè. Tuyết dày đây luôn rồi. Tuyết bao nguyên cái xe mình luôn rồi. Đó, sáng dậy là phải cào tuyết, mọi người thấy không? Phải cào tuyết lối đi này. Đó, chiếc Audi A4 này cũng phủ trắng luôn rồi. Đó. Hai bên lối đi phải cào ra như vậy đó. Thì mình gọi single house là mọi người phải cào. Tại vì ở trên đây là bãi cỏ mọi người. Trên đây là bãi cỏ. Ở phía dưới đây cũng là bãi cỏ. Thành ra là không có cào, chỉ cào lối đi thôi. Nếu như mà chỗ này là cái chỗ mình đi bộ á, là chủ nhà phải cào luôn. Ai mà ở condo lại ra tao hao sướng lắm. Sáng dậy là chỉ có việc nổ xe lên đi chơi thôi, không có phải cào tuyết. Đó là cái lợi của những người ở condo là tao hao. Mùa thu cũng vậy, mùa thu cũng không phải quét lá. Rồi xem xe đóng băng luôn rồi nè, thấy không? Má ơi đó. Tuyết đó mọi người. Ai thích tuyết thì qua đây chơi. Ai thích tuyết thì qua đây chơi. Rồi lên đề cho mà. Trời ơi, xe nó ấm lên chút xíu nè. Ôi. Đó. Đứa ra chụp hình hả? Vô nó chơi con. Nhà chào xuống tuyết đi. Nhà xuống tuyết hả? Nhà xuống tuyết. Bên đây luôn á. Dơ không? Ờ nhảy lên. Được, con chùm đầu lại không là dơ đầu á. Vô nhảy lên đi, quen quay rồi nè. Nhiệt độ ngồi đang là khoảng chừng như là âm 2, âm 3 độ. Buổi sáng thì âm 5 độ lận. Đó, người thấy không? Cho nên mấy cái lối đi này là phải cào hết. Không quan chú Quang nha, giờ chú Quang đi công việc rồi đó. Rồi Đức sẵn cào xe chú Quang luôn đi. Lấy xe chú Quang. Cào ra lấy chú Quang luôn đi. Rồi thank you. Thank you. Mình thấy tuyết đẹp ha. Động trên mấy cành cây. Đó mấy cái nhà single house mà mọi người thấy á, như đặc biệt như mấy cái cây như thế này nè, tất cả các cái cây này luôn là mặc dù là nó nằm ở trong nhà mình nhưng mà mình không được chặt nha mọi người. Không được chặt, không được làm gì nó hết á. Đó. Mình được tỉa cho nó gọn thôi chứ mình không được chặt. Đó, tuyết mọi người. Đó. À. Tuyết đóng. Đóng giày xe luôn. Tên cường Phi là anh tiếng mì đó. Sáng dậy là phải cào tuyết. May là bên khí của vực mình tuyết không nhiều, thành ra nó rơi một xíu thôi. Bây giờ nó đã dừng rồi. Nghe nói là ngày mai nó sẽ rơi tiếp. Và ngày mốt ngày kia là đầu nắng lại rồi. Nhưng mà như tuần sau là tuyết lại. Tuyết nguyên tuần hay sao á. Ê đừng con. Đi công việc rồi, đừng quăng lên người chú Quang. Để anh Phi anh dùng cây á anh cào. Đồng bé. Đồng bé luôn. Đồng bé luôn. Vui. dùng chổi quét nhà cào tuyết. Những mà cái ban lạnh mà tuyết nhiều mọi người là phải chuẩn bị cái đồ cào với lại chuẩn bị. À tới nơi quan chạy là xuống à. Cái cây này là cây xúc tuyết nè, xúc tuyết dưới đất á. Sáng là dậy cầm nó xúc. Rồi Phi con lấy cái quan phía trước này rồi được rồi. Phía trước này là ok rồi. Rồi đi công chuyện được rồi. Những cái tiểu bang mà lạnh á là người ta đa phần là người ta phải có cái đồ cào tuyết trong xe, là cái bình nước mọi người, bình nước để mình chế lên để cho nó tan ra cho mau.
với lại những cái ban lạnh là thông thường những cái xe này nè là người ta bắt cái remote điều khiển từ xa, bấm một cái là xe nó đề trong xe trong nhà mọi người, để đi ra là nó ấm. Còn ở phía bên mình thì không cần thiết phải bắt cái remote đó. Những cái xe mới bây giờ đại loại như xe Tesla đó mọi người, là bấm một cái là tự động nó đề, rồi mình chỉnh nhiệt độ qua cái remote, qua cái phone của mình luôn, rất là sướng. Còn những cái xe bình thường như thế này là phải ra ngoài bắt đó, mấy cái bộ đó từ 500 tới 1000 á, là điều khiển từ xa rồi bật hit rồi các thứ. Bộ thường thường thì khoảng 500 đô là chỉ có bật lên để cho nó khởi động xe từ xa thôi, để cho nó ấm xe ra là bắt đầu đi. Cái này là chơi thủ công nha mọi người, chứ không phải được làm gì đâu. Phải dùng cái đồ cào, là dùng cái dung dịch để mình chế lên. Rồi ok con, thank you. Đủ hả? Để cái quan vô gạt nước lại sửa xe lên là nó tan hết mấy đó ra. Mọi người thấy không? Ra phải cào tuyết, phải đợi cho xe nó tan ra gì đó. Thấy đường mới đi được. Rồi camera dê phía sau của mình nè. Nó cũng đóng băng. Có cái đóng băng ngay chỗ camera dê. Mọi người thấy tuyết hai bên đường đẹp ha. Sáng nay là vô website của trường là hai đứa cháu thấy là nguyên tất cả cái trường ở cái thành phố mình đang ở đây là được nghỉ học luôn. Tại vì ngày đầu tiên mà tuyết nó dày như vậy, mấy tuần qua là cái ngày hôm nay là tuyết nó dày. Tại vì bữa giờ bên phía mình là nó không có tuyết, hôm nay tuyết nó rơi thì nó khá là dày. Đó. Sẽ có một cái xe tải đi, nó đẩy tuyết qua hai bên đường mà nó rải muối. Đó, chiều tối nay mình qua nhà bạn mình có tiệc ở bên đó, nhà bạn mình là townhouse, mình qua cho mọi người xem cái townhouse bên đó ở. Mấy cái bộ này sướng lắm mọi người, là không có phải cào tuyết, không phải cào tuyết đó, như condo nè, phía bên này là condo nè, là sẽ có người họ cào tuyết hết, vậy là cứ đề xe lên là đi thôi. Mà xe mấy condo là townhouse đó, để dưới hầm, townhouse để trong garage hết đó, là xe không bị đóng tuyết. Còn mấy single house nếu mà trong garage mà nhiều xe quá không để đủ á, thì để ở ngoài, hoặc là garage mà bỏ đồ nhiều quá, bỏ xe ở ngoài là sáng dậy là cào tuyết như mình hồi nãy đó, tuyết nó phủ khắp xe luôn. Giờ sẽ ghé No Frill này để mua vài món đồ để qua nhà bạn nấu cháo hả này. Ừ, nấu cháo hả? Nấu cháo. Người thấy tuyết rồi đâu. Ok. Ok, bà xã ra rồi. Lúc đầu qua Canada đâu biết xài thẻ tín dụng làm sao. Nó riết một thời gian mình chỉ cách xài thẻ tín dụng mà cũng biết xài. Chết sợ luôn á. Mua gì này? Mua khoai lang với lại cà rốt là đồ mà mì 20 đồng luôn á. Gì hả? Cà rốt bánh mì không mà 20 đồng á. Cà rốt bánh mì 20 đồng. Ờ, em biết có tính lộn. Coi thử coi. Khoai lang, cà rốt, hai cây sả. Khoai lang là... Khoai lang hai loại. Hai loại, loại 5 đồng là 4 đồng, 10 đồng á rồi. Ừ. Rồi sả đồng mấy. Đó. Rồi bún là bánh mì kìa, 4 đồng. Rồi còn bánh nan nữa không? Em mua bánh nan nữa phải không? Mà ăn cà ri nữa 20 đồng. Tại hết bánh mì rồi, bánh mì còn có một bịch rồi nên mua bịch nan. Người thấy tuyết rơi đẹp không? Đi con, lấy con lên xe. Rồi sáng mai dậy là một đống tuyết trên này luôn, giống như sáng nay. Mấy bạn du học sinh qua đây vui lắm, năm đầu qua mà mong tuyết lắm, mong tuyết bữa giờ. Bây giờ bên phía Vancouver gần giữa tháng 2 mới có tuyết. Nó bây giờ ra tha hồ chụp hình sống ảo. Ok, bây giờ sẽ quẹo vô cái khu nhà townhouse. Thù cha, thời tiết này là mai nghỉ học nữa rồi. Mình không hình dung được là mấy tiểu bang khác, mấy tỉnh bang khác mà nó cứ tuyết như bên này mấy tháng trời thì sao ta lại cũng nghỉ học á. Hỏi mấy anh chị ở bên tiểu bang, bên tỉnh bang lạnh của Mỹ và tỉnh bang lạnh của Canada mới biết. Tại vì Vancouver thông thường nó đổ tuyết mấy ngày như thế này là không nhiều. Nó thông thường mấy cái đường này nè là sẽ có người họ quét hết. Nhưng mà cái tuyết này nó mới rơi thành ra nó khoảng chừng nửa cm thôi. Đó,
cái đường đi này là ở townhouse là mình không có phải quét đường, không có phải ra cào tuyết hoặc là đẩy rác hay thế nào đó, là có người họ lo hết đó mọi người. Thông thường townhouse là có đậu được hai chiếc xe như thế này, xe mình đậu ở ngoài đó. Condo thì chắc chắn với cái vỏ đậu xe rồi, tại đậu dưới hầm. Townhouse thông thường người ta không có dùng những cái garage này để mà để đồ nhiều, mà ta dùng để đậu xe, tại vì đơn giản là ở ngoài đường như thế này nè là mình không được phép đậu xe đó. Còn single house thì thông thường người ta hay dùng garage để người ta chất đồ chất đạc, mà nếu nhà đường nhiều xe thì phải đậu ở ngoài đó. Thông thường những cái townhouse là nó sẽ có những cái sân vườn phía trước hoặc là phía sau, là những cái cây này là mình không cần phải quan tâm chăm sóc gì đó, sẽ có người họ chăm sóc hết. Tại vì những cái khu townhouse là họ muốn giữ những cái khu vườn nhìn nó giống nhau đó, nó có một khuôn viên. Thông thường mùa đông như thế này là 7-8 giờ tối thu rồi mọi người. Bây giờ 8 giờ mấy mà nhìn vẫn sáng, là cho hôm nay trời có tuyết, tuyết nó trắng á, thành ra nhìn mà trời trắng. Giống như phía này nè, mọi người thấy ba cái chỗ đậu xe này không, là dành cho visitor thôi, là dành cho những người khách mà họ tới những cái nhà townhouse này họ chơi. Nên thành ra những cái nhà townhouse á, người ta phải đậu xe ở trong, người ta không đậu xe ngoài được. Nếu như những cái townhouse đó mà gần những cái đường mà nó có street parking đó, mà thấy không, visitor parking only đó. Còn trên đường này là lối đi rồi, là không được đậu xe. Cái khu nhà townhouse này thì nó cái đậu xe ngoài đường á thì nó nằm ở phía ngoài kia lận, nó xa cái nhà này khoảng chừng 1-2 phút đi bộ. Nói chung là thông thường những nhà townhouse là người ta không có dùng cái parking để ta bỏ đồ nhiều, mà người ta để dành để đậu xe. Cho nên á, những cái mùa tuyết và những cái mùa thu lá rụng như thế này nè, những tuyết như thế này nè, là ở những cái căn nhà condo và townhouse rất là sướng. Mấy cái lối đi bộ này nè mọi người, là sẽ có người họ cào tuyết ra hết, tại vì cái tuyết nó đang rơi nên thành ra người ta chưa có cào. Thì trong clip này mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết được là cái khác biệt một xíu về cái lợi và cái hại và condo townhouse lại single house. Đa phần những người ở bên Mỹ và Canada này đều biết những cái thứ này đó, tại vì ở Việt Nam mà mình đâu có hình dung được là cái condo townhouse rồi single house, rồi nào là cào tuyết, nào là tiền bảo hiểm, rồi tiền thuế đất, rồi nhiều thứ lắm. Trong clip này mình chỉ muốn nói cho mọi người biết cơ bản và những cái gì mình phải take care, những phần phải lưu ý khi mà mình có single house ở townhouse hoặc là condo đó. Và cái lợi ích và những cái mà mình phải đóng, và tiền bảo hiểm nè, và thuế đất, và những cái chi tiết về bảo trì bảo dưỡng khi mà mình sở hữu căn nhà, ba loại căn nhà đó là mình sẽ làm trong clip sau đó. Trong clip hôm nay mình chỉ muốn nói là khi mùa tuyết hoặc là cái mùa thu là ở condo là townhouse mình không cần phải take care cái gì đó. Và khi mà mình buồn mình đi du lịch dừng dài tháng nửa năm là cũng không có phải lo lắng về cái căn nhà của mình có bị trộm cướp hay không, đặc biệt là ở condo thì cái độ bảo vệ của nó cao hơn là mình ở single house. Quay quậy ra cái gì nè, mình sẽ thích ăn bánh cuốn nên nhờ Thư mua nè. Đó, qua quậy đó. Chú ra. Well, giờ lên phòng ngủ của Thư quậy đúng không? Trên đó là 3 phòng ngủ, ở dưới lầu là 1 phòng ngủ. Nhà cô Thư mua là 4 phòng ngủ, 4 toilet. Con giặt đồ hả? Bây giờ sẽ đi dạo một vòng phòng của cô Thư trên này nha. Đó. William mới quậy cái máy giặt máy sấy nè. Được. Thôi con đi đâu con rút điện nhà người ta đó Huy ơi. Đây là một phòng ngủ. 2 phòng ngủ và đây là master bedroom. Đó, master bedroom trên này là có closet lại nhà vệ sinh luôn. Còn đây là nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung cho hai cái phòng ngủ này, hai phòng ngủ này nè mọi người. Với lại phòng ngủ này xài. Nhà bạn mình là gắn camera đầy đủ nha mọi người. Đó, gắn từ trước cửa vô rồi ra, ở đâu cũng có camera đó. Phòng khách rồi cũng có luôn. Để mấy camera đó là online mọi người, mình đi đâu mình cũng xem được, rất là tiện. Đó, tắt đèn là sẽ có mấy cái đèn đổi màu nè, mua trong Costco mọi người. Nó rất là nhiều màu. Nó sẽ sensor là thấy tối là nó sẽ tự động nó bật lên. Đó. Đây là chị miền Tây đang cắt bao tử heo. Chị gái miền Tây qua Canada cưới chồng mà sống nơi xứ người. Cưới
cháo sắp xong rồi. Cái này là thông minh nè ông Thư, thông minh nè, điều khiển từ xe rồi nè. Cái này mình bật tắt bằng điện thoại được luôn mọi người. Con nét từ xa. Nhà này cho đồ thông minh không mà. Bạn thường phải mất cả buổi chiều để mà nấu cháo này đó. Đi chợ, cái này là gan. Thư không ăn gan. Thư không ăn gan. Bỏ mè, bỏ tim mới lại bỏ phổi thôi. Phổi bên kia là bao tử. Xong rồi có hành, có lá quế nữa hả? Ừ, quế. Lá quế với lại lại giá. Giá đây giá trụng hả? Không, không trụng mà thôi, rửa sạch rồi. Giá sạch thôi à. Đi ăn ở tiệm nhà hàng ngoài thì mình kêu người ta trụng cho mình. Tại vì nhà hàng trụng cái rửa. Rửa đại đến. Còn nhà hàng Thư, nhà hàng tại gia của Thư thì sạch sẽ rồi. Nhà hàng của mình thì mình rửa kỹ. Đó, đây là tô cháo của bà Thư nè. Thư cũng ăn mặn luôn. Rồi, bỏ chút lắm vô nữa. À, mọi người thấy tiết vẫn đang rơi nè mọi người. Xe mình mới vô đậu xíu mà bắt đầu nó lên rồi. Ok, bye bye Thư, đóng cửa đi. Gửi ra đi. Tiết vẫn đang rơi lất phất. Ngày mai có thể mấy đứa nhỏ được nghỉ học đây. Giờ rồi thôi, xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Đó, mọi người thấy không? Mấy căn nhà townhouse nó giống nhau nè. Cây nhìn nó y chang nhau, nó khác nhau mấy cái số thôi.